Nâng cấp màn Android thì các bác được những gì ạ? Ở đây các bác sẽ có một cái camera hành trình lắp đặt ghi hình phía trước như thế này nhé. Và tích hợp luôn lên trên màn này, các bác có thể xem trực tiếp ở trên này luôn. Đó. Mình có thể xem lại video trực tiếp trên này luôn. Có cả âm thanh ghi lại luôn này. Quá là tiện luôn. Ngoài ra sẽ được tích hợp thêm một cái cam lùi tích hợp vào màn này luôn. Các bác chỉ cần về số lùi thôi là sẽ hiển thị toàn cảnh cái phía đằng sau của mình rồi. Nên là các bác có thể lùi xe đảm bảo an toàn, không lo gọi là có điểm mù nữa rồi. Quá là tiện. Với cái gương này nó quá là nhỏ đúng không ạ? Nó sẽ có góc khuất. Tiếp đến ví dụ như cái dòng xe này nó sẽ có một cái căn bớt giải mã này. Khi các bác lắp đặt thì nó sẽ có căn bớt giải mã. Bình thường các bác cái màn zin các bác không thể điều khiển những cái dụng điều hòa trên này được. Đây. Ngoài này, ngoài ra mình có thể cảm ứng ở trên này nhá, để điều chỉnh nhá. Rất là tiện luôn. Tất cả những cái phím bấm vô lăng này sẽ là giữ zin hết này. Bởi vì nó là cắm rắc này là sẽ giữ zin hết cho các bác nhá. Nên các bác không phải lo là liên quan đến sau này lắp màn không được bảo hành hãng hay là ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe chập cháy à. Cái này nó sẽ có rắc cắm hết cho mình và sẽ có một cái dưỡng tùy theo từng dòng xe nhé. Mỗi dòng xe sẽ có một cái dưỡng riêng lắp được vừa cho dòng màn 9 inch hoặc là màn 10 inch. Đấy, lắp đặt vào cái vị trí màn hình giải trí trung tâm như thế này. Và các bác sẽ có đầy đủ những tính năng của một cái màn chạy hệ điều hành Android. Các bác sẽ có bản đồ dẫn đường cảnh báo tốc độ này. Có bản đồ Google Maps giống như trên điện thoại của các bác này. Có phần mềm ra lệnh điều khiển giọng nói này. Các bác muốn đi đến đâu chỉ cần đọc lệnh cho nó thôi. Đi đến thành phố Bắc Cạn. Đó, ngay lập tức mà nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ và nó sẽ tạo một cái lộ trình đi đến cái điểm mà mình cần tới đúng không ạ? Ví dụ em đọc đi đến thành phố Bắc Cạn này nó sẽ hiển thị ra ngay. Đúng không ạ? Điểm cuối của mình ở đây. Bác nào mà đang sử dụng màn mà chưa có những cái tính năng như thế này thì các bác có thể qua Akala các bác nhé.